Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Claire Too. Hôm nay để ăn mừng năm 2021, chúng mình hãy cùng tìm hiểu về một phương pháp rất đơn giản để có thể nâng việc skincare của mình lên tầm cao mới. Phương pháp này chính là massage. Và ngày hôm nay đây, chúng ta hãy cùng tập massage với Mai nha. Thì massage là một phương pháp để chăm sóc da rất đơn giản mà được phụ nữ ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay là ở Ấn Độ rất là ưa chuộng vì có khả năng làm nâng cơ, giúp cho các sản phẩm dưỡng da của mình thấm sâu vào da và hoạt động tốt hơn. Và để massage thì chúng ta không cần phải tốn gì quá nhiều. Nhiều người hay sử dụng đá viên, những chiếc muỗng được giữ lạnh hay là những cái máy massage, những công cụ massage. Mình thấy những công cụ đó có thể giúp được cho việc massage tốt hơn, nhưng chỉ cần sử dụng chính bàn tay của chúng mình cũng có thể mang lại những kết quả thần kỳ. Và massage thì thật đơn giản, các bạn không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần dùng hai đôi tay của mình. Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chuẩn bị dụng cụ để massage. Đối với các bạn dùng muỗng hoặc dùng những dụng cụ massage, các bạn nhớ tiệt trùng bằng cách lau với cồn và để cho cồn khô trước khi sử dụng. Nếu các bạn massage bằng tay, các bạn nhớ rửa tay sạch trước khi skincare và massage nha. Mình thường sẽ kết hợp massage vào chương trình dưỡng da buổi tối. Bạn nào có thời gian buổi sáng thì cũng có thể massage sáng và tối để tăng hiệu quả. Mình thường sẽ kết hợp massage với bước thoa kem dưỡng sau khi thoa toner và serum. Đầu tiên, mình sẽ thoa kem dưỡng mắt hoặc dùng kem dưỡng mặt để thoa lên vùng mắt bằng ngón áp út. Đây là ngón tay có lực nhẹ nhất và ít làm nhăn vùng mắt thường hay nhạy cảm này. Mình sẽ thoa đều kem lên ngón áp út, sau đó chấm nhẹ kem quanh vùng mắt và sau đó ấn nhẹ phần xương hốc mắt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới và lặp lại vài lần. Tiếp theo, mình sẽ thoa kem dưỡng và massage mặt. Mình thường sẽ massage khi da còn ẩm, khi vừa mới bôi kem dưỡng xong để tránh tạo quá nhiều áp lực lên da. Và các bạn nhớ khi massage mặt, hãy vuốt từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên và luôn luôn kéo phía lên trên, không kéo xuống dưới nha. Trọng lực luôn luôn kéo da mình xuống nên mình không cần phải giúp trọng lực kéo da xuống đâu, mà mình phải đẩy da lên để căng cơ. Mình thường lấy ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V rồi đẩy từ phần cằm lên thái dương để làm thon gọn cằm. Sau đó mình sẽ massage phần xương gò má từ hai bên mũi lên đến thái dương để làm căng cơ vùng gò má và làm lộ rõ xương gò má hơn. Sau đó mình sẽ dùng ngón trỏ để massage từ hai bên miệng đẩy lên thái dương để làm căng cơ mặt và giảm vết nhăn hai bên khóe miệng. Và cuối cùng là mình sẽ dùng tay massage phần trán từ giữa trán ra hai bên thái dương để làm giảm nếp nhăn ở trán. Sau khi massage mặt, mình sẽ tiếp tục massage đến cổ. Vùng cổ thì sẽ đơn giản hơn, mình chỉ cần dùng tay vuốt nhẹ từ dưới lên để làm căng cơ cổ, phòng ngừa nếp nhăn cổ. Và cuối cùng, mình sẽ ấn nhẹ vào thái dương, kéo từ thái dương xuống hai bên cổ và xuống dưới xương quai xanh. Và mình cũng sẽ lặp lại bước này, bắt đầu từ phía dưới tai, kéo từ dưới tai xuống hai bên cổ và cũng xuống tới xương quai xanh. Bước này sẽ giúp chúng ta lại bỏ dịch đậm lại dưới da, làm da bị phù lên vào buổi sáng. Việc massage này sẽ giúp cho máu lưu thông tốt trên mặt, giúp cho da có thể tái tạo tốt, làm da căng và tươi trẻ hơn. Sau khi massage xong, mình cũng sẽ vỗ nhẹ lên da vài lần để tiếp tục kích thích tuần hoàn máu trên da mặt. Và như vậy là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã coi đến hết video. Và hy vọng các bạn sẽ áp dụng những phương pháp massage này vào việc skincare mỗi ngày để cho da mình càng căng bóng và mịn hơn nha. Và chúc các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công và đạt được tất cả những gì mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mai trong suốt năm 2020 vừa qua. Và trong năm 2021 này, Mai sẽ có nhiều nội dung và nhiều ý tưởng hấp dẫn hơn, nên các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn và